Cập nhật giá xe Vario trong đầu tháng 5 tới. Hôm nay thì Xuân sẽ quay cho các bạn. Thứ nhất là về màu sơn của Vario này, cái thứ hai Xuân sẽ cập nhật lại giá cho mọi người ha. Hiện tại Vario thì bên em có hai phiên bản nha mọi người ơi, bản khóa chìa và bản khóa Smart Key. Về kiểu dáng này, màu mã ở phía trước, hoặc là nói chung là về tổng thể xe thì mọi người sẽ không thấy khác biệt gì đúng không? Rồi về phần khác nhau giữa hai cái mẫu xe này, thứ nhất là nó sẽ có chìa khóa xe này, cái thứ hai nếu như mà mọi người mua bản khóa cơ khóa chìa thì nó sẽ không có cái chức năng là dừng đèn đỏ trong vòng 3 giây ha mọi người ha. Và giá xe nó cũng sẽ có chênh lệch nha, nếu như mọi người mua khóa cơ khóa chìa thì giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 38 triệu thôi, còn nếu như mọi người mua khóa thông minh Smart Key xài remote này thì giá nó rơi vào tầm khoảng từ 41 ha, 41 tới 41 rưỡi. Còn màu sơn 3D thêm 2 triệu nha mọi người ơi. Nhưng mà cái giá xe này bên em có giảm riêng cho khách hàng khi mà mình có liên hệ và đặt liên hệ trước cho em Xuân. Em Xuân giảm riêng cho mình 2 triệu chi phí xăng xe đi lại nha. Bên em có hỗ trợ ship xe toàn quốc nữa cả nha. Anh chị em nào ở xa mà ưng những cái màu sơn 3D cửa hàng bên em thì mình có thể liên hệ qua Zalo, Xuân hỗ trợ ship xe nha mọi người ơi. Bên em có hỗ trợ trả góp luôn. Tuy nhiên những khách hàng nào mua trả góp thì mình bắt buộc phải ghé cửa hàng bên em để làm hồ sơ và thủ tục góp cho mọi người ơi. Chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 4 cho tới 6 triệu đồng để mình sở hữu Vario này. Ngoài ra không biết là bên em có cập nhật trên kênh này chưa, bên em có Vario xuống áo luôn mọi người ơi. Và xe xuống áo cửa hàng bên em cũng có sẵn luôn nha. Có sẵn như là màu trắng này, màu đen bóng này, màu bạc, màu xanh, xuống áo kiểu có lít Thái hoặc là Vario đời cũ đó mọi người. Nên là anh chị em nào mà quan tâm những cái mẫu đó thì mình liên hệ với Xuân tư vấn cho ha. Cửa hàng em Xuân địa chỉ là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị em mua xe nhớ liên hệ qua cho Xuân, giảm giá xe 2 triệu đồng và kèm theo bộ quà tặng ưu đãi cho mình nha. Bên em có thu xe cũ đổi xe mới luôn cả nhà mình ơi. Anh chị em nào đang có dự định thu xe đổi xe thì mình liên hệ với Xuân tư vấn cho ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.